Tết Nguyên đán cận kề, không khí lao động sản xuất tại Công ty Cổ phần May xuất khẩu MTV ở huyện Cẩm Xuyên lại càng khẩn trương, sôi động hơn để hoàn thiện các đơn hàng cuối năm. Cũng như nhiều doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn, năm nay hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần May xuất khẩu MTV gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị đã mạnh dạn thay đổi chiến lược kinh doanh để duy trì việc làm, tiền lương, tiền làm tăng ca và đặc biệt là các chế độ thưởng Tết cho người lao động. Trong thời gian những ngày rất rút cuối năm, thì bên ban lãnh đạo công ty cùng với người lao động cố gắng gấp rút hoàn thiện các cái đơn hàng mà công ty đã ký kết để mình lấy thêm đồng tiền lưu tiền, đồng lương để phụ cấp thêm cho người lao động về hưởng Tết. Bên cạnh hàng vạn suất quà được trao tặng cho các đoàn viên, công nhân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh cũng đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 48 nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Nhờ đó, niềm vui cuối năm của những đoàn viên công đoàn như chị Bùi Thị Hải Yến ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc lại càng được nhân lên khi được đón Tết trong ngôi nhà mới. Tôi lập gia đình được 15 năm và 14 năm là tôi đi ở phòng trọ. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của công đoàn nên mẹ con làm được nhà và cảm thấy là rất vui và ấm cúng. Liên đoàn Lao động huyện đã có chủ động khảo sát các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện. Và qua đó thì chúng tôi đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đặc biệt là Quỹ Xã hội Công đoàn Hà Tĩnh đã dành tặng cho các đoàn viên trong cái dịp Tết đến xuân về này hơn 200 suất quà. Và trong đó thì có 3 nhà được Quỹ Xã hội Công đoàn hỗ trợ làm nhà và sửa nhà. Bước sang năm thứ 10, chương trình Tết Sum Vầy đã trở thành sự kiện thường niên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn, huy động sự tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, chương trình Tết Sum Vầy năm nay đã có nhiều đổi mới với những phiên chợ Tết công đoàn trên nền tảng số, bữa ăn tất niên, thi gói bánh chưng, bốc thăm trúng thưởng, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên tinh thần đoàn viên, người lao động trước thềm xuân mới. Có thể nói là cái Tết Sum Vầy hàng năm đã trở thành một trong những cái dấu ấn rất là nổi bật trong cái hoạt động của tổ chức công đoàn. Năm nay lại là cái năm thứ 10 chúng tôi tiếp tục làm cái Tết công đoàn. Và cái điều đặc biệt là năm nay có rất nhiều các cái hoạt động đổi mới, từ đó cũng huy động được nhiều cái sự hỗ trợ và các cái phúc lợi cho đoàn viên người lao động. Ngoài ra thì các công đoàn cơ sở đều nỗ lực vì đoàn viên người lao động. Chính vì vậy tất cả các đoàn viên người lao động đều có cái Tết đầm ấm, vui tươi. Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực của tổ chức công đoàn không chỉ tạo động lực để người lao động vượt qua khó khăn, mà còn trở thành sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan, doanh nghiệp với đông đảo đoàn viên, góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để năm mới hứa hẹn nhiều thắng lợi mới.